À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tân qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của... nói thế nào nhỉ? Của Pompey và Viện Nguyên Lão để khôi phục nền Cộng Hòa. Tập trước thì các bạn biết rồi, mình đã bắt đầu mình phát triển lực lượng hải quân và quân đội của mình bây giờ có thể nói là sắp có lực lượng mạnh nhất rồi, ưu tú nhất, đó là lực lượng đội cận vệ. Các bạn có biết tại sao mình xây dựng các công trình này không? Đây là những cái công trình nó sẽ hỗ trợ cho... Đây là khi nào ở các cái vùng mà các bạn xây nhà lính nhá, thì các bạn xây cho mình những công trình này sau đây. Thứ nhất nó là cái này, điện thờ thần chiến tranh, để nó sẽ giảm phí tuyển quân này, giảm 20% phí tuyển quân này, tăng 20% tinh thần chiến đấu cho binh sĩ này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó là rất tuyệt vời khi các bạn tuyển quân. Cái thứ hai là hai cái công trình, mấy cái công trình này. Đây là cái công trình nó sẽ tăng 10% về tấn công cận chiến, khả năng phòng thủ và cần tấn công cận chiến, mỗi cái nó tăng 10, cái này lên max nó sẽ tăng 10%. Đồng thời nó tăng thêm một slot tuyển quân nữa. Đấy. Nên các bạn đã xây những nhớ là khi mà tuyển lính thì các bạn xây cái công trình này. Cái này thì sẽ hỗ trợ về kỵ binh này. Tại sao mà đấy, còn cái vùng bên này thì tại sao mình xây dựng cái nhà lính trợ chiến, mình chủ yếu để tuyển cung thủ nên là mình đã xây cái công trình này. Công trình nó tăng 10% đam cho các đơn vị lính tầm xa. Đấy, có thể mình sẽ nâng cả cái này nữa nhưng có lẽ không cần thiết lắm, bởi vì lính tầm xa thì nó cũng không cần mạnh lắm về tinh thần chiến đấu, về tinh thần của chúng nó cũng khá là. Với cơ bản là lính tầm xa mà bạn để chúng nó lao vào cận chiến thì nó có tinh thần cao mấy thì nó cũng dẹo thôi. Thế là không ai chơi cái trò đấy cả. Còn bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là phòng thủ thôi. Bây giờ mình sẽ chờ để có quân xịn xịn đó thì mình sẽ thành lập các quân đoàn rồi tiến sang. Nhưng có thể là mình cho nó về đây đã, từ từ đã, chưa vội để tuyển quân nữa. Có thể xong rồi thì từng quân đoàn một sang phía bên kia. Đấy, đây có một hạm đội nữa được hình thành à, còn 16 thằng nữa chúng ta phải tuyển tiếp. Đây, 4 chiếc nữa, rất là mệt. Ra đây đã, để cho cái hạm này nó mua quân trước á, hạm này mua sau, hạm này mua sau. Đây rồi, đây rồi, chúng ta sẽ đánh một trận thủy quân lục chiến đầu tiên và mình sẽ đánh chiếm lại cái đảo này rồi. Khi hải quân của Pompey đã mạnh lên rồi thì tất nhiên là mình sẽ đánh một trận. Ái da, lượng quân phòng thủ nó đông phết đấy. Thủy quân lục chiến của chúng ta sẽ đánh trận đầu. Nói về thủy quân lục chiến thì thủy quân lục chiến của La Mã là đồng đều và mạnh nhất. Bởi vì thực ra nói về cận chiến thì thủy quân lục chiến của La Mã chưa phải là mạnh nhất đâu. So với thủy quân lục chiến của Carthage thì nó không bằng đâu. Nhưng mà thằng La Mã đấy có thêm cái đội Creighton Archer cung thủ. Đấy là điểm mạnh cực kỳ của nó luôn, mà không bất kỳ một đội hải quân nào có được cái đội cung thủ mạnh như vậy. So với các đế quốc thuộc nhóm Hellenic thì bộ binh cận chiến kém hơn, cũng như cung thủ đều kém hơn so với La Mã một chút xíu. Đấy. Tuyệt vời. Chúng ta có đội thuyền bắn cung này rất tuyệt vời đấy. Trước đây thì mình hay dùng khoảng tầm 4 cái thuyền pháo, bây giờ mình dùng 6 thuyền pháo. Nói chung tùy vào chiến thuật thôi. Thích chơi bao nhiêu thuyền cũng được. Như hiện tại thì bây giờ mình đang dùng khá nhiều. Đó, cái thuyền này thì nó thực thêm cái tháp canh thì thôi mà, nhưng mà cho lẽ mình không cần thôi, nhưng mà đã lỡ mua rồi mình chả muốn bỏ đi đâu. Thêm cái thuyền nó được thêm cái pháo thôi mà. Còn cái thuyền bình thường kia thì nó không có pháo. Đấy rồi. Thì quân lục chiến của Pompey thì rất là tuyệt, mạnh nhất trong tất cả các phe của La Mã. Biểu tượng của Pompey đó chính là con cá heo. Vâng.
nó đã nói lên được rằng là con phây mạnh vì cái gì rồi. Ai chà, nó đang đổi bộ à? Chắc là đổi bộ thôi chứ làm sao mà dám... À đây rồi. Thủy quân lục chiến của chúng ta sẽ đổ bộ lên bờ biển này. Cung thủ tiến vào sau. Chúng đổ bộ hết rồi. Đi ra đây. Tăng tốc lên xem nào. Các bạn có biết không, mình vừa nâng cấp nhà lính lên một cái cấp nữa thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái đôi áo giáp và thép tấm rồi. Các bạn nhìn đây, đấy, không phải là áo giáp lưới như kiểu ở đầu chiến dịch nữa đâu. Áo giáp và thép tấm rồi này. Cái đơn vị lê dương của chúng ta. Tí nữa các bạn xem trận đánh nếu mà trên bộ thì bạn sẽ thấy bây giờ chúng ta đã sử dụng một áo giáp khác hẳn lúc nãy rồi. Đấy, và thép tấm. Rồi, thủy quân lục chiến chúng ta chuẩn bị đổ bộ. Bình thường ngày xưa mà một cái hạm đội đông như thế này mà đổ bộ tấn công thì chắc cái thành đấy cũng sụp đổ nhanh chóng. Bây giờ thì cày đất lên kìa. Rồi. Ui dồi ôi. Chúng ta cần phải mất khoảng tầm 1 phút để đổ bộ gì đó. Mình nhớ không nhầm là thường phải mất khoảng một lúc mới đổ bộ được hết. Sau khi đổ bộ xong thì các cái thuyền này nó sẽ được rút ra thay vì đứng là sợ ở đây luôn. Vì thế nên là cái pháo này nó sẽ không có tác dụng nữa. Khi đổ bộ thành công thì chúng ta sẽ lập đội hình. Lính Lê Dương bắt đầu đi ra đây à? À. Evocati. Evocati. Evocati Cahawk. Lực lượng lúc qua. Our missiles await your orders. Đổ bộ cho anh. Đây nhanh đã, di chuyển nhanh nào. Melee infantry. Double time. Từ lùi ra. Đấy, bên này à. Off the boat.
Ai giả, ai giả, bắn lao, lém lao mình. Ôi. Đội thủ đâu, chuẩn bị nhanh. Xử lý nó lúc cho anh. Bắn. Our general is under attack. Khi mình đã có đội cung thủ rồi thì chúng nó không ăn được đâu. Khử lại cho anh. Xong. Rồi, tiếp đến bọn này. Bắn. Ai chả, chết mất mấy thanh niên của mình rồi. Nhìn lên. Nó chưa dám vào đâu. Ai giả, đối đầu của mình à? Đây, qua nhìn này. Lính của chúng ta đã được mặc thép tấm rồi, áo lưới thép tấm rồi. Bình tĩnh nào mấy cái thuyền pháo này. Ngã vào sau cho anh. Đây. Lùi lại. Dạ. Luồn ăn anh à. Cũng phải chờ được cung thủ giải quyết hết mọi xa nó ạ. The battle is turning in our favor. Ôi ôi ôi, thôi ôi, mấy ông phá bắn vào đây đi. Bắn tào lao chết vô con mình. Ôi. Biết ngay rồi. Ông pháo này. Rồi, mình muốn xem thử quân lực chiến của mình cỡ nào. Đánh bọn này thì mũi quá. Mày biết được cung thủ của anh à? Khê chân, Archer, bắn đi. Áp sát luôn. Áp sát luôn. Sợ. Mũi đất còn điện luôn. Evocati. Rồi, nó áp sát rồi. Bắn bọn này, bắn hấp tướng nó luôn. Sounds of Mars. Proud Romans all. Melee infantry ready. At your service. Xông lên. À, chúng nó vẫn đang mặc áo giáp lưới trong khi mình đã có quân. Đua mấy cái thuyền này. Ships waiting. Hết việc của chúng mày rồi, quay ra đây. Chết quân mình. Tướng nó sắc lẹo, tướng nó ăn no tên chết rồi. Bắn. Đạn phá giáp bắn, bắn đạn phá giáp. Nó bỏ chạy mà bắn đạn phá giáp này thì chết nhanh cực kỳ luôn. Jupiter gives us strength. Đội cung thủ của La Mã này rất khủng khiếp luôn. Khê chân Archer. Thực ra đây là các cung thủ của đảo Crest. Trong lịch sử thì cái đội cung thủ của đảo Crest này của La Mã không có nhiều đâu. Chủ yếu là người La Mã người ta tuyển cung thủ ở Syria. Nhưng mà
game thì các bạn có thể tuyển được nhiều vậy thôi, chứ còn thực tế thì đảo khá rất ít, và những quân thủ quân tan thường là chỉ phục vụ trong một những vài đơn vị quân nhất định thôi, không có được nhiều lắm. Các bạn có thể thấy là chúng ta mặc áo thép tấm rồi, đã mặc khác với lính của chúng nó rồi. Chúng ta đã lên đến một cái thời kỳ khác rồi, nên là giáp của chúng ta mạnh hơn chúng nó rất nhiều. Rồi chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn được cái nó nào đảo này rồi, kiểm soát hoàn toàn cái vùng mà anh em thấy mình nói rồi ở tập trước rồi đúng không ạ, phần lớn các cái skill của tướng thì mình đều cộng vào cái nhánh được cộng vào cái nhánh tăng cooling này đúng không ạ, tăng vào xảo quyệt, bởi vì cái nhánh đó nó sẽ rất tốt cho các bạn sau này, các bạn chống các cái điệp viên hoặc là các cái chỉ số trên mình xem cái của mình. Xây ở đây cũng không có tuyển được đội ấy đâu, thế là chỉ có mỗi vùng Athens xây được. Vùng này cũng không tuyển được này. Thế chỉ này à? Chuyển nó sang cái này để có tiền thôi, chứ mình cũng có cần này đâu. Đây, có thể tuyển được Clayton Archer đâu nhỉ? Lạ thật. Như vậy là nó tính toán lại à? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục kiểm soát tiếp các hòn đảo này. Rồi những cái đảo này thì không có quân, thậm chí nó không xây nhà lính. Mình đã kiểm soát được khá rộng ở khu vực Địa Trung Hải rồi. Tiếp tục giám sát xuống phía nam để cho hải quân của mình. Đây rồi, chúng ta sẽ tăng vào cái này để tăng di chuyển trên map đấy. Với việc mà thắng trận như này thì chắc chắn là trung thành của các phe nó sẽ tăng lên xíu. Đúng vậy, rất cao luôn chứ không phải lên xíu luôn. Tình hình thằng này bây giờ một mình nó một đảng phái chính trị này tự dưng lại lòi ra thêm một thằng. Thêm một cái hạm đội này nữa thì hải quân của chúng ta sẽ rất mạnh luôn. Chúng ta đang thành lập thêm hai hạm đội nữa, một hạm đội ở đây thì mình sẽ để cho cái vùng này nó loạn lên và có thể để cho thằng nào nó chiếm đi. Ai Cập này thì Nubia đang thành lập quân đội, chờ mấy lượt nữa để mình có thêm quân đội đã. Tiền nhiều thế này chúng ta sẽ tranh thủ xây dựng nhà cửa, làm việc gì thì làm cũng không được quên. Cái đảo này nó xây toàn có lính ném lao, lính quẩy đá, quẩy đá. Quẩy đá thì nói chung mình đâu có cần. Ổn định châu Phi đã, ổn định được châu Phi rồi mới tính được các cái vùng khác. Đấy, chắc phải có nhiều lương thực đã. Ok, cứ để cái nhà lính đấy đã, đề phòng. Đề phòng nó pen cho. Thôi được rồi. Không cần. Okay.
Tình hình chưa có gì phải lo ngại. Evocati Cohort. Ủa, nó làm gì mà nó đứng trên đất nhà mình đông này? Dọa dẫm nhau ác thế. Mình kiểm soát được cái vùng biển này rồi. Kiểm soát vùng này. Tường thành cấp 4 kìa. Thằng Ai Cập. Phương Bắc. Phương Bắc thì Rôm Đỏ và nhưng mà bây giờ mình cần phải đưa quân được lên trên này. Đưa quân được lên trên này à Nubia. Please accept as a most humble audience for you. We had heard of your welcome friend. Nubia. Thanh niên này. Greetings, most excellent friend. Be at home and speak as you would before your. I came as a supplicant, mình and the gods have granted me generosity in abundance. I agree to all. Thử xem. Chưa được. Chưa đủ điểm ngoại giao. Thanh niên này. Welcome, worthy friend. Let's. I will take word of our agreement and put it before my people. They will feast in. Ai chả thằng Ai Cập quánh chiếm vào tận đây cả. Nào Ai Cập nó khỏe thế nhỉ? Thôi được, cứ từ từ. Các quân đoàn châu Phi của mình chuẩn bị được thành lập. Ở phương Bắc thì có lẽ mình sẽ sử dụng cái giải pháp ngoại giao để cố gắng lấy cái vùng đất của cái thằng người Đức kia đấy. Mình sẽ cách đó thì nó sẽ rất mất thời gian hơn, nhưng mà mình sẽ để cho các bạn nhìn cách chơi của mình nó mỗi. Không phải con người thiên về mình đang nghiên cứu quân sự đâu. Để các bạn thấy rằng là chúng ta có nhiều cách để giải quyết một vấn đề, không phải dùng bạo lực để giải quyết. Con người nói chung thì chúng ta nên nói chuyện với nhau thì tốt hơn là giải quyết với nhau bằng vũ lực. Nói chung là như vậy. Nhưng mà hiện tại mình chưa có quân nên là mình chưa sẵn sàng để tiếp quản những cái vùng đất này. Cũng giống như vấn đề của Syria và người quốc bây giờ. Nếu mà dùng giải pháp quân sự để Syria thống nhất thì chắc có lẽ cũng hơi lâu ấy. Cái đấy thì chưa biết được, nói khó đó trước. Nhưng mà khả năng cao thì mình cứ cho một cái hạm đội này xuống đây chuẩn bị giải quyết nó. Ơi, đi vào vùng biển chết mất quân đấy. Hạm đội này sang đây. Chúng ta có thêm các hạm đội nữa. Từ nhá, xem là nếu mà đi vào cái này pháo nó có mạnh hơn không? Một đam của nó là 200. Sao vùng biển này. Rồi, cứ mua cái con này đã. Lượt sau mình sẽ mua xem nhá. Hải quân của Pompey. Trời ơi, vẫn còn khá nhiều thời gian nữa. Mình giải quyết được vấn đề. Rồi, chúng ta cứ kiểm soát ở những vùng biển này thì chúng ta yên tâm. Sóng sáu lương thực. Phía Bắc mọi việc vẫn ổn. Hơ, nó cướp trên đất của nó mới máu chứ. Thằng này với thằng Rôm Đỏ vẫn cứ đánh nhau qua lại mãi chưa xong.
Greetings, friend. I've called for... Thằng này rất giàu có và nhiều tài nguyên. Thằng này hai vùng lãnh thổ, thằng này chiếm hết phương Bắc. Có vẻ như phương Bắc là vùng lãnh thổ. Tấn công đánh thẳng Pontus này thì nó chỉ còn cái vùng đất trên này à? Không đơn giản đâu. Thôi được, cứ từ từ đó. Hạm đội này rút về đã, cho vùng này nó loạn đi nè. Nếu như mà mình không nhầm thì thằng Mark Antony còn đang phải đánh nhau với thằng Thracian. Và thằng nói chung là các nước thuộc Ba Tư. Public Order. Lại sinh con. Các cái thành công nguyên biển này chúng ta cứ để thờ thần chiến tranh, à thần Poseidon là chuẩn rồi. Nếu mình không nhầm thì thằng Pontus sắp chiến tranh với bọn này. Nếu có thể mình sẽ kiểm soát lốt cái khu vực này nữa. Thằng khỉ này ở đâu chui ra đây? Please accept as a most humble audience for your terms, my poor self. Now, speak as you will. Tôi nói. I agree. Chúng ta có thêm một người bạn mới ở khu vực châu Phi. Hầu như bây giờ trừ La Mã ra thì mình có thể chơi được với hết tất cả các phe phái khác rồi. Thằng này còn tốt. Đánh sang khu vực đó chúng ta có cả gỗ và sắt. Mà xem nhiệm vụ mình phải chiếm những cái vùng gì đó chứ. Ô, gần hết nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ của mình bây giờ chỉ còn là thêm kiểm soát 90 settlement. Chúng ta hoặc đồng minh của chúng ta kiểm soát được 90 settlement. Hiện tại chúng ta mới có 41 là hoàn thành chiến dịch này. Chúng ta hoặc đồng minh của chúng ta. Thế à? Thế coi như chiến dịch này gần như là hoàn thành được à? Đớm nhỉ? Không nghĩ là mình lại có thể hoàn thành một cách easy. Đây. Công nghệ ngựa chưa lên được. Ở đây mới lên được ngựa. Ngựa đời 3, đời 4. Chúng ta có quá nhiều hải quân, 5 hạm đội, một con số cực lớn. Với một lực lượng hải quân đông như vậy thì the storm has raged long, but now with your agreement, the softer rain. Nó muốn hòa bình. Bây giờ hầu như tất cả những thằng đều muốn hòa bình với mình. Hầu như tất cả các phe phái đều muốn hòa bình với mình. Khi thấy mình bây giờ là thế lực cực mạnh ở Địa Trung Hải. Chưa nâng cấp được nha. Chưa nâng cấp được. Cần phải có các cái quân đoàn đủ quân để bắt đầu chuyển dần sang bên kia để thay luân phiên quân đội đó. Hiện tại bây giờ mình đã full số lượng quân đoàn và hạm đội rồi. Thế này các quân đoàn này sau khi mua quân xong sẽ được chuyển sang khu vực bên này để luân chuyển quân đội.
bên này đam cao hơn rất evocati có ho đam chất châu. Thằng này thì giáp cao, nhưng thằng này so với thằng lính đời cuối là thằng giáp thì là cái thằng armor lại không bằng. Mình sẽ sử dụng hai đội lính đời cuối. Các đội quân thuộc gia tộc của Pompey thì sẽ sử dụng đội cận vệ, còn các tướng khác sẽ armor, lính armor. Ồ, ta đóng quân ở khắp nơi. Đang thử xem nào. Nó cũng vậy thôi, chẳng khác gì cả. Thằng Ai Cập này bây giờ nó làm loạn khắp nơi. Nó đánh vào tận đất của thằng này. À, Lepidus. Lepidus. Sao vẫn chưa loạn lên nào nào nhỉ? Mình đang mong nó loạn mà nó mãi nó không loạn. Chiến tranh với Ai Cập. Be welcome here and speak. Ai Cập, một thế lực lớn ở khu vực phương Đông. Ready for orders. Một thế lực lớn ở phương Đông à? Lính La Mã về vai căn bản giáp của nó đã rất dày rồi, nếu mà nó lại được tuyển quân ở vùng Sicily này nữa thì giáp nó càng dày. À, 2000. Hòa bình. Tốt. Ôi rồi, sinh nở gì mà ác thế. Đây rồi, bộ binh của chúng ta có thể lên được đời cuối rồi. Sắp chuẩn bị tuyển bộ binh được rồi. Nhưng mà bây giờ hải quân của mình cũng được. Hải quân của mình phải tấn công. Không thể đứng ở đây mãi được à. Rồi. Ui ôi, sắp hết tiền rồi đấy. Cử quân đây. Mình chắc không có ý định chiếm đất nhiều như này. Chiếm tiếp các cái đảo này nữa thì mình có thể áp sát bờ biển của thằng vùng này hòa bình như thế, tại sao tự dưng có nổi loạn nhỉ? Ready for orders. At your command. Ready for orders. To your duty. Xử lý cái thành này ngăn không cho thằng Octavius thằng Mark Antony nó đánh vào vùng đất của mình. Cần xây ruộng để cho nó đảm bảo an ninh lương thực. Còn hai cái thành của thằng này sớm hay muộn mình cũng phải đập thôi. Mặc dù bây giờ mình nó đang là đối tác làm ăn với mình, chắc không để lâu được. Lính của mình ít, lính Lê Dương quá nhỉ. Ăn được, không sợ.
Spear War. Bọn này trâu cực kỳ luôn. Soul Master, trâu bò cực khủng. Mấy thằng Đức này gớm lắm. Thêm một hạm đội nữa thì mình sẽ kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Địa Trung Hải luôn. Chắc chắn. Ôi, ôi, thằng Ai Cập nó đã chiếm lại rồi. We make this modest request in the knowledge that your coffers strain to contain your wealth. Tham chiến chống lại thằng này. Cho mày cái này tiền luôn, mày chịu không? À, nó bảo là cho nó ít tiền để nó tham chiến chống lại thằng Leopard. Được, cho mày ít tiền. Trade với Nubian mất do thằng này nó chiến đánh nhỉ. Kết thần tình đồng minh với bọn này nhỉ? Mình đồng minh chưa nhỉ? À rồi, đây thằng này nữa thôi. Please accept as a most humble audience for your terms, my poor. Your wisdom in this matter. Friendship does not rely on a form of words, my friend. It is. Đánh thằng kia cho anh. Đánh già, còn đánh dợ này nữa này. Rôm đỏ. Hình như rôm đỏ không còn nhiều đất đâu. Thằng này. Bây giờ mình chỉ cần. Chiến dịch này bây giờ chỉ cần dùng ngoại giao mình cũng có thể hoàn thành, bởi vì nó chỉ cần kiểm soát thành thôi. Mình cứ đồng minh với mấy thằng kia phát là xong chiến dịch. Nhưng mà chắc mà chơi như vậy thì nhiều anh em người ta không thích. Có được đến đội cận vệ rồi mà lại à, cái thằng củ khi gì lúc nãy nó cứ bóc trên đất của mình, bây giờ nó đi đâu rồi? Greetings. We are civil. Đây rồi. Thêm một hạm đội nữa sẽ được tiến sang khu vực phía đông Địa Trung Hải. Chuẩn bị tấn công một loạt các đảo ở phía đông của Địa Trung Hải. Tấn công một loạt các đảo phía đông của Địa Trung Hải. Ổn mà. Vậy lại ai chả quân của nó đông thế, nó quân trong này đông gớm nhỉ. Vậy nó đây đấy. Gold freely given and gratefully accepted. Ok. Our coffers are not so full that further tribute from your people would be unwelcome. Làm đồng minh của mình. Ok, chúng mày thích chiến tranh với thằng Nepidus cho mà chiến tranh luôn. We have simple needs. Bọn này thi nhau xin đồng minh mình à? Vậy thì phương Bắc của mình có bây giờ quá ổn rồi. I am the servant of Pluto. Vậy là mình chỉ còn phải lo xử lý thằng Lepidus rồi. Lepidus thì có lẽ là mình cũng không cần đánh đâu. Mình sẽ bơm tiền cho đồng minh nữa.
Please accept as a most. Sao? Chúng ta có thêm một đồng minh mới. Hai đồng minh rồi. Và chắc chắn nó sẽ tấn công vào vùng này. Thằng Nepidus thì Nepidus và Rôm Đỏ vẫn đang bận đánh nhau. Ồ, thằng Ai Cập lọ mọ lên tận đây. Good and noble friend, what an honor you'd. Ngoại giao kiếm tí đất của nó khó nhỉ. Ngoại giao kiếm đất. Mình chưa có quân đội, chưa sẵn sàng để tiếp quản các cái vùng đất của nó. Mình cần mất mấy lượt nữa. Cái này nó sẽ tăng tấn công cận chiến cho các đơn vị kỵ binh. Mình tiến đến đâu thì chắc đến đấy luôn. Rất khó cho đối phương có thể phản công được. We see no profit in continuing hostility. Let us move towards peace. Một giải pháp hòa bình. Một giải pháp hòa bình. Hóa ra bây giờ mấy thằng Rome này nó cũng muốn xin hòa bình à? Khi mà what I ask is such a little thing, an inconsequential thing, that I almost hesitate to mention the amount. An excellent decision. Your head masters your passion with wisdom. Ôi ôi, liên tục sinh con. Cướp bóc ở đây à? Sao cái vùng này mãi nó không loạn lên nhỉ? Mình đang muốn nó loạn mà mãi nó không loạn. Trời ơi, chỉ chờ đây để mình chờ chỉ cho các bạn là cái đội lính đời cuối nó mạnh như thế nào nên thôi. Chứ còn thực ra mình có thể tuyển được lên, nâng cấp các cái này lên rồi. Và lính đời cuối nó sẽ mạnh cực kỳ luôn khi các bạn thêm các cái hỗ trợ này nữa. Chủ yếu là để các bạn một cái chia sẻ cho các bạn khi các bạn xây dựng các công trình các bạn lên xây như thế nào ở các vùng như thế nào không. Còn với mình thì bây giờ chẳng cần phải lính đời cuối, mình cũng đập được hết bọn này. Mình đang tiến sát đến lãnh thổ bọn này. Hai thằng này nó liên thủ oánh thằng Lepidus. Ai Cập mỏ tận đây. Hai thằng Rome này vẫn còn đang bận đánh nhau. Bây giờ là chúng ta sẽ dùng hải quân. Sử dụng nhiều hơn những lực lượng hải quân. My people can only dream. Nếu mình đồng minh với nó có khi hoàn thành chiến dịch luôn mất. Lãnh thổ này nó rộng. The storm. Giải pháp hòa bình à? Giải pháp hòa bình. Nabanatia. Một thế lực mới nổi ở phương Bắc à? Ô, mình còn chưa quen biết mấy thằng này, sao mặt mình nó lại đỏ, mình xanh như này nhỉ? Tao quen biết gì bọn nó đâu. Ồ. Thanh niên này hổ báo phải nhỉ? Thank you.
thế lực của mình ở châu Phi. Không lẽ mình chiếm toàn bộ vùng châu Phi này nhỉ? Phía bên kia thì đã có mấy thằng này nó giải quyết rồi. Thực ra mình không thích chiếm nhiều đất lắm. Trước hết là phải kiểm soát được địa trung hải đấy. Chà, ai à, đông quân phết nhỉ. Cho chúng nó biết sức mạnh của hải quân Popeye. Cho chúng nó biết sức mạnh của hải quân Popeye. Thành này tiến vào hướng nào được? Một cái kiểu thành rất khó chịu. À đây rồi. Lối vào đẹp nhất ở đây. Blessings on the fight. Forward, Romans, and show the enemy your worth and your faith. Support ships ready. Nó đổ bộ à? Hải quân của mình phải đi. Give way. Thuyền pháo này à, độ bền của nó là 1000 bao nhiêu kia? Nó thấp hơn thuyền này một chút xíu thôi, thấp hơn thuyền chia cận chiến một chút thôi, mà nó đâm hút cũng được. Mình thấy nó đâm hút cũng được. Dã vào đây cho anh. Nó thích đứng ở đây này. Nó thích đứng ở đây đâm bắn luôn. Lính của nó chưa có áo thép tấm. Có chưa nhỉ? Vẫn là áo giáp lưới. Do not shame the gods today. Fight. Hạm vẫn đang lã và rất là nhiệt tình. Go ashore. On the boats. Cứ bình tĩnh đã. Off the boats. Sụp áo thép tấm luôn. Đẹp hơn hẳn ở kia. Chúng nó định kéo quân ra. Khả năng không. Khả năng cao là chúng nó chưa không dám ra. Thank you.
Mấy thanh niên này đang đi ra đây à? Lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy đội thủy quân lục chiến chất của La Mã. Hai bên chúng ta xông lên kìa anh em. Nó chán đời kìa, bắn. Chịu được mấy nả đội thủ của anh. Chấp chúng mày luôn nhá. Chấp chúng mày luôn. Ai già, con phết chạy bắn đánh cạt sườn à? Ngon thì vào đây. Bắn yểm trợ cho cận chiến. Nó thích bắn rồi. Mày, như mày ăn được không? Sổ luôn. Cung thủ mạnh bậc nhất của La Mã. Sọc. Tiếp theo đến kìa. Bọn tầm xa của nó. One of our units has used all its ammunition. Liệu nó có lên được tới nơi hay không mới là vấn đề. Yep. The battle is turning in our favor. Vào đây cung, ngon thì vào đây, ngon thì cứ vào đây. Úi dồi. Jupiter gives us strength, melee troops. Bắn cho nó nát luôn. One of our units has used all its ammunition. Có vẻ nó tập trung đánh vào đây hơi nhiều nhỉ? Romans ready for duty. Được. One of our units has used all its ammunition. And a phone. We await your command. Được hay không là một vấn đề. Quay lại này. Nó đang quay lại này, bắn.
Ja. So. Mann, Mann, ey. Nó lại chạy ra này. Chạy ra thì bắn cho nó vỡ mặt luôn. Ui dồi. Xếp thành hàng. Bắn nó này. Úi dồi, cung tên bắn ác nhỉ. À, cung tên cả phá hạ nó lại. Phá hạ. Rồi, nó xong rồi. One of our units has used all its ammunition. Awesome. Mình nhớ là lính của mình mặc áo giáp tấm rồi mà. Đúng rồi. Chỉ có mỗi bọn kia mới mặc áo giáp lưới thôi. One of our units has used all its ammunition. Thôi được rồi, kết thúc đi. Ở đây là một trận công thành thì nếu mà mình tàn sát hết quân gác thành này thì lượt sau nó lại thành lính gác thành của mình mà. Đội cung thủ mình cũng giỏi luôn. Pháo hạng bắn cũng khá phết nhỉ. Có thêm đội cung thủ này các bạn thấy không? Khả năng yểm trợ cho cận chiến rất tốt. Và tiếp tục là những trận chiến ở khu vực địa Trung Hải. Và chúng ta đã kiểm soát được thêm ai giá hai nhà lính thằng nào. Ai Cập, cung thủ Ai Cập, lính của Lui này. Jerusalem Yos. À thằng Ai Cập cũng kiểm soát được khu này. Này ở dưới này à. Thằng Ai Cập. Mình đóng một cái hạm đội ở đây như này thì gần như là mình ngăn nó không thể tiến ra được. Nói chung là bây giờ là rất là khó để cho bọn là vậy mình bị tốn quân à? Chuyển sang cướp bóc trên đất của nó. Cho hạm đội nó chạy. Chạy phát đuổi đánh luôn. Chờ tí thôi. Một lượt nữa sẽ mua bộ binh. Và chuẩn bị mua kỵ binh luôn. Để cho nó. Rồi, bộ quân này. Pháo thì không cần phải pháo to đâu. Cứ cái pháo con này cũng được. Pháo to thì thực ra nó không hay lắm, mình không thích dùng pháo to ấy. Cái vùng này chả biết là có cái công trình gì hay không. Đình đếm La Châu Phi. Chung là không có cái gì đặc biệt lắm, đặc sắc lắm. Vậy thì cho hạm đội này ra đây. Giữ cái vùng này cũng được. Chúng ta mạnh về hải quân. Á chà, mình vẫn tích được. Làm nào đồng minh được với thằng này nhỉ? Nếu chỉ là liên minh phòng thủ. Này. My friend, be well. Pontus cũng thân với mình, cũng đau đầu. Bây giờ tất cả các phe nó đều thân với mình trừ mấy thằng La Mã. À đúng rồi. Làm nào bây giờ? Be welcome.
If I can give you a fair answer, you will have it. Chơi với nó cũng được. I think trade a bad idea. We do not want simple folk to be scared of the marketplace. Blood has been spilled. I suggest that we agree terms to staunch the flow on both sides. Bắt nó trở thành chư hầu của mình nghe hơi nhục nhỉ. Một lần nữa hậu duệ của Caesar phải cúi đầu dưới hậu duệ của Pompey thì có lẽ là một điều ngay cả những người viết sử cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Bây giờ thì ở đây mình có thể tuyển bộ binh rồi. Rồi đây hai công trình này mắc rồi này. Để mình xem là nếu là bộ binh đây là tướng này, tướng hoàn toàn chưa có rank có sao gì đúng không? Tướng cấp 1, quân đoàn cấp 1 này, không được hỗ trợ gì luôn. Cộng thêm cái đấy nữa vào thì nó hộ báo phải biết rồi. Tướng này là một tướng, chắc chắn là một tướng của phe mình rồi. Aquila. Aquila. Và thanh niên này. Đây. Praetorian Cavalry. Mình chờ một chút xíu đã. Đây, bính cưng. 74 đam. 78 đam. Giáp nó cho châu phải biết. Cái lính này thì nó có hỗ trợ Lê Dương Phượng Hoàng à Cohort. Cái lính này thì nó mạnh thì... Ủa giáp nó châu vãi trưởng luôn, nhưng phòng thủ lại kém hơn thằng này. Thằng đại bàng này lại mạnh tốt nhất à? À, đam thấp nhất nhưng nó lại tốn nhỉ. Phòng thủ Lộc Châu thậm chí nó còn cao hơn cả bọn Praetorian về phòng thủ. Phòng thủ cận chiến. Thôi đã, xem. Ready for battle. Wow, chưa có búp của ấy đã lên được cao này rồi cả. Chúng ta chưa có mỏ sắt. Do not waste time on. Mình mà chiến tranh với thằng này để chiếm cái mỏ sắt ở đây. Mình cần cái mỏ sắt đánh với thằng Ai Cập. Mua quân á, trước tiên là mua quân. Mua quân rồi đưa quân lên phương Bắc. Sẵn sàng để tiếp quản. Mà cần mất 9 lượt nữa mới có thể mua được kỵ binh. Hey. Có gỗ này. Xây nhà lính ở đây thì có được cái gì này? Lính ném lao, Nubian. Ngoài ra chả được cái gì, không cần. Vẫn chưa giải quyết được cái thành này à? Ôi giời ơi, mấy thanh niên này chán thế. Nó đánh thất bại à, đánh thua à? Thằng này đánh.
Many good men have died in our wars. Xin hòa bình à? Our people look to find terms that will bring rest to all our swords. Quỳ gối trước ta nhá, thì mới có chuyện hòa bình nhỉ? Cho mày tiền, không chịu quỳ gối thì không có đâu. Quỳ gối. Peace, Lepidus. Honestly forged between men, Lepidus. Is a worthy thing. What say? Thêm một thằng nữa muốn hòa bình. À, nếu mình không nhầm là nếu mình tiêu diệt được, mình có thể bắt những thằng kia làm chư hầu, thằng La Mã này làm chư hầu thì tất cả đám đệ của nó cũng trở thành chư hầu của mình. Đúng rồi. Đấy là cách mà mình đã dùng trong chiến dịch cuộc khủng hoảng thế kỷ thứ 3 để bắt những thằng đệ tử của các phe La Mã khác thành chư hầu mà. Tiền của mình có vẻ hơi nhiều đấy. Chả thằng nào dám tấn công mình. Có một cái thế giới ổn định như này, chỉ là mong tất cả những người quản trị đều chỉ mong đất nước ổn định này thôi đúng không? Tạo độ của nó bị nát rồi. Như vậy thì nó không thể tấn công được. Gì đây? Mấy thanh niên này up được cái gì đấy? À, tăng độ bền vỏ tàu à? Tăng độ bền vỏ tàu. Tăng độ bền vỏ tàu. Một quân đi. Giờ chỉ chờ khoảng để mua quân, mãi chưa mua quân. À, lại thêm thằng này nữa. À, tất cả các phe của La Mã đều muốn hòa bình với mình rồi. Tất cả chúng nó đều muốn hòa bình với mình. Tăng điểm ngoại giao đây. Ôi, sinh con gì mà lắm thế. Trời ơi, còn mấy lượt nữa. Bây giờ mình sẽ tấn công nguyên bọn Rome. Sau đó mình sẽ bắt tất cả những thằng đệ của các phe Rome đấy thành chư hầu của mình. Đó là cái giải pháp cũng nghe có vẻ hợp lý ấy. Tất cả những chư hầu của mình. Ready for battle. Mấy lượt nữa mới tuyển binh sĩ. Nâng cấp công nghệ để mãi mới lên được. Cảm ơn. Welcome. I throw open the doors. You serve the gods and your people well with this agreement. I will. Wow, Pacha, mạnh thế. You honor us. Thằng này nó không chiến tranh ai à? Sit, friend, and let us talk. Thế thôi, chúng ta sẽ chỉ đánh nhau với La Mã thôi. A
Our war has brought bloodshed, but without gain or progress. Mình bảo nó chỉ cần quỳ gối thôi mà nó không ghi chịu nhỉ? Perhaps, and I ask. Nó chỉ cần quỳ gối thôi mà. I offer this in the name. Nó chỉ cần quỳ gối thôi. Việc đầu tiên là giết thằng khử cái thằng thằng Octavius. Cố gắng để chia sẻ với anh em đây, cái khi mà nâng cấp nó lên đội này cuối này, cho kỵ binh để cuối luôn, cho nó đẹp rực rỡ. Chứ còn giờ đánh nhau với mình, dùng giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề. Như từ nãy giờ mình không cho nó đi đánh nhau thì chị biết ngay mà. Tụt ầm ầm ngay. Làm đảo chính thì hỏng ăn. Thanh niên này thì không chịu lấy vợ. Cho đi làm chính trị phát này. Cho đi làm chính trị với thằng Ai Cập. Ô, tất cả các nước mà mình xung quanh của mình nó đều mặt xanh hết à? Bây giờ tất cả các nước mình có thể ngoại giao được đều mặt xanh hết à? Ô. Này mệt quá nhỉ. Bây giờ thì chỉ có đi làm ngoại giao chứ làm gì nữa. Sao nào? Một thế giới rất là hòa bình. Hòa bình với tất cả, thân thiện với tất cả. Nếu mình xử lý xong cái thằng La Mã là coi như là mình sẽ thống nhất được luôn. We see no profit in continuing hostility. 5 lần 7 lượt xin hòa bình mình. 5 lần 7 lượt xin hòa bình với mình. Trời. Ngoại giao thất bại chết mất thằng đó. Viri à? Chết mất một em của Viri rồi. Cho đi ngoại giao Viri à? Cho nó lấy vợ lại. Có cái gì nhỏ như con thỏ. Xịt, điểm trung thành cao vít. Chả sợ. Đây rồi. Cấp cái nhánh bên dưới này nữa là cho hải quân nó mạnh lên nữa này. Ngọt. Đây rồi. Bây giờ chúng ta có thể nâng cấp cái này lên. Cần 5 lượt nữa. Sẽ có. Chúng ta sẽ có hỗ trợ cao nhất cho kỵ binh. Cộng 10% tấn công cận chiến cho các đơn vị kỵ binh. Rôm đỏ chỉ còn vài vùng đất ở đây đúng không? Bắt luôn là rôm đỏ làm chi hầu. Phía dưới này. À tốt rồi. Mấy anh châu Phi anh chiếm được đất rồi.
đề nghị chúng nó làm chư hầu được không nhỉ? Be welcome. You have my full attention. My ears await your words as willing slaves. Quá ngọt ngào. I agree. Thanh niên này nữa. In my lord's name, be welcome. And may the blessings of the gods bring you the profit of the day. Giải pháp ngoại giao. Oh, chúng ta lại mở quân đoàn của chúng ta lên thêm một mức cấp nữa là có thể tuyển thêm các quân đoàn và hạm đội nữa. Căng nhỉ. Nhưng mà cứ hỗ trợ cho cái vùng. Thêm một hỗ trợ nữa nào. Có hai thằng đệ tử. Ngoại giao sao lốt bên mấy thằng này nhỉ? Mấy cái này dễ mà, có gì khó đâu. Mặt báo thân với mình đây. They will feast in celebration. We will gladly listen to your offers, but do I accept the name? Thanh niên này nữa. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. The gods will rejoice at the words we have spoken today. You honor. Dễ chứ ăn kem. Greetings, my friend. Greetings. Dễ như ăn kem. Đây là đất quá. Chưa biết thằng này là thằng nào. Armenia. Archia lại bị phản công trở lại rồi. Chia bị phản công trở lại rồi. My people can only. We make this modest request in the knowledge that. Mình sẽ dùng ngoại giao giải quyết bọn này. Join your mighty strength with ours in this struggle. Đừng lôi anh vào mấy cái cuộc chiến vớ vẩn đấy. Đừng lôi anh vào mấy cuộc chiến vớ vẩn như vậy. Bốn lượt nữa mới tuyển được kỵ binh à? Tuyển được kỵ binh xịn nhất. À nhờ. Thanh niên hổ báo cáo trồn chiếm được thêm đất đây rồi. Rôm đỏ. Hình như là thằng này chiến tranh với bọn Rôm rồi. Không à? Thằng này chiến tranh. À. Nó chiến tranh với thằng này này. Well met, friend. Talk can be tasteless. Bắt thằng này làm đệ là phát là xong rồi. Cố thì có quân xịn một tí chứ còn bây giờ hoàn thành chiến dịch đơn giản quá. We see no profit in continuing hostility. Let us move towards peace. Quỳ gối trước mặt anh. Không chịu quỳ gối à?
We have simple needs. All we are... Ho ho ho. Lại có một vũ khí ấy gì đấy. Lại có vũ khí ấy gì. Kinh tế của mình giờ chắc cũng chả phải lo lắm nhỉ. Còn cái gì nữa đâu phải lo. Quân thì chắc cũng không cần nhiều nữa. Bây giờ thêm quân đoàn chả biết để làm cái việc gì. Phòng thủ quá chặt ở khu vực bên này. Nó không thể làm gì được. Dùng giải pháp chính trị để giải quyết mấy thằng này. I am honored to greet such an ambassador of... You speak with wisdom and grace. We accept and embrace your offer. Tốt hơn là giải pháp quân sự. Một giải pháp chính trị. I give you welcome. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting, so that all may profit. Đầu tiên đó là giải pháp đề nghị nó bỏ làm chư hầu của thằng. Perhaps and bỏ làm chư hầu của thằng. Tương tự thế với thằng này đó nhỉ? There's a good pork roasting for you, and bitter ale and mead set aside. Sang ngoại giao tuyệt vời luôn. All praise to the gods. Mở được thêm một loạt các faction mới chúng ta có thể quan sát. I welcome you, worthy speaker. I listen because your people are known to have honor. All praise to the god. Rồi. Và với bất kỳ faction nào mở ra chúng ta cũng đều thực hiện. Satan, let your words move me to anger or agreement. To accept these terms would risk the wrath. I will take word of our. Đúng rồi. Giải pháp ngoại giao đã được đề xuất. Chưa có bao giờ một nền ngoại giao tuyệt vời như này. Một nền ngoại giao tuyệt vời như này. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. Thế lực của thằng Ai Cập đủ mạnh để có thể mình thuyết phục nó bỏ làm chư hầu của thằng này rồi. Nhưng vấn đề còn lại là mình làm sao thuyết phục nó để trở thành chư hầu của mình thì mình chưa biết. Thằng này cũng vậy. Please accept as a most humble audience for your terms, my poor self. Now, speak as you will. Chưa đủ. Cái thằng Ai Cập này thì muốn rồi. Có thể thấy cái điểm ngoại giao của nó với thằng này đang giảm rất mạnh. Phe của mình có vẻ là đông con nhiều cháu thế, tướng rất nhiều. Gia tộc của chúng ta đông như là kiến ấy. Ủa cái lũ trẻ con này mà nó lớn lên nữa thì... lũ trẻ con này nó lớn hơn nữa thì bao nhiêu cho đủ? Ồ, âm 14 à? Ghét Barbarian.
Trước thì mình không sợ lắm, thằng này chả làm được cái gì. Có một duy nhất là một cái vùng là ảnh hưởng của nó là ở khu vực này. Đây thì tướng của mình đang đóng rồi. Nó làm loạn mình dẹp luôn cái đảng phái của nó luôn. We see no profit in continuing hostility. Let us move. I trust you have thought what. Giải pháp chính trị. Bây giờ mình sẽ không cần dùng quân đội để đánh nhau, mà mình sẽ sử dụng dùng áp lực của quân đội để khiến đối phương buộc phải đưa ra các cái thỏa thuận chính trị theo ý của mình. Rồi ôi, sinh đẻ gì mà lắm thế. Hunger for battle. Come on. Advance. Make haste, men. March. Để gì mà lắm thế? We hunger for battle. Commander. Cái phe khỉ gió này. Tự lỏi nhòi ra cái thằng này, ghét thật. Đề xuất chính trị mà khó nhỉ. Sit, friend, and let us talk. And let us have good wine until we can talk no more. Giải pháp chính trị, giải pháp ngoại giao đều khó. Athena give you wisdom so that you may speak well and persuade me. You serve your people well, but you cannot alter my opinion in this matter. I must refuse. Oh, I must accept. I give you welcome. Let Zeus and all the. Nó đã không còn là chi hầu của thằng. Mark Antony nữa rồi. Khi mà Cleopatra đã không còn Cleopatra đã quyết định rời bỏ Mark Antony rồi. Nó chỉ còn một kẻ thù duy nhất là thằng này. Quá tuyệt vời. Không những thế, mình sẽ cố gắng dùng ngoại giao để thuyết phục thằng Ai Cập đánh lại cả thằng Mark Antony. Thì đây cục sự nó đây là một vấn đề đau đầu nhất đối với Mark Antony. Thằng này nữa, thằng này thì nó vẫn rất thất với thằng này. Rất khó. Thằng Ai Cập thì sẵn sàng rồi đấy. Mình nghĩ là sẵn sàng. Sẵn sàng chiến tranh. Your command. Rome needs good fighters. Chà, mua được nhiều quân phết nhỉ. Mua phát full quân luôn này. Chuyện thật là vui.
Bây giờ thêm một vấn đề nữa là Ai Cập đánh Cleopatra đánh nhau với quyết định tuyên chiến với người tình của mình là Mark Antony thì nó sẽ là một giải pháp, một trong những cái thỏa thuận ngoại giao mà tuyệt vời nhất mà mình có thể đạt được. May Hermes bless us both with skillful tongues that we may speak our parts well and so reach agreement. Không chịu à? Chắc cho mình đi làm cho nó đi ngoại giao một tí á. Cái thằng khỉ này nó không lấy vợ để mà mình tăng cái gì lên cho nó. Trời, một lượt nữa mua kỵ binh. À không, tướng này thì đội này thì không nên mua đội cận vệ, mua cho nó khác biệt một chút. Đây, đính đầy 4 luôn. Nó phải khác một tí. Đội cận vệ chỉ dành riêng cho gia tộc Pompey, cho nó đặc biệt một chút chứ. Hay rồi, mỗi thằng có 2 thành. Chỉ cần mình có thể chiến tranh cả với bọn Đức Đức và phương Bắc. Sát được hết lãnh thổ mình mở đây gần hết map à, trừ mấy thằng phương đông. I greet you as befits your reputation. I accept. When two ride on the same camel, you have a determined tongue, but there is no. Bây giờ ngoại giao thật là easy. Vấn đề mình không có sắt. Nào bây giờ nhỉ? Vẫn cần sắt. Thậm chí là mình cần đến 2 mỏ sắt cơ. Một thằng này nó lại kiểm soát mỏ sắt này, thằng kia nó cũng kiểm soát mỏ sắt dưới. Khó nhỉ? Sắt. Châu Phi coi như xong rồi. An offer of peace from us should not be spurned. Now, what say you? Gold freely given and gratefully accepted. Chưa sẵn sàng đồng minh với mấy thằng này, đồng minh. Mình đang rất cần sắt mà lại không có. Nguy cơ cao có nội chiến à? Là do cái thằng này đúng không? Thằng này vợ thì không chịu lấy. Đấy, nó có lấy vợ đâu. À, hình như nó có vợ rồi. Nó không thể hiện ra. Khó nhỉ. Lấy lòng mấy thằng này đã. Đưa quân lên phương Bắc ạ. Rome
ready for battle. Rome needs good fighters. Chuẩn bị đưa quân lên phương Bắc. Thằng này đúng không? Trung thành rất thấp đúng không? Cho nó đi đánh trận là cách duy nhất để nó lên trung thành. Cái này rồi. Cho nó đội quân gì đây? Mê Dương Đại Bàng. Cho nó đội Lê Dương Đại Bàng đi. Cho nó khác kiểu một tí. Come, fight for Rome. Bốn cộng rồi. Cho nó Lê Dương Đại Bàng. Ready for battle. Tiến lên phương Bắc và xử lý các quân đoàn ở phương Bắc, xử lý thằng Rôm Đỏ đầu tiên. Xử lý xong thằng Rôm Đỏ là chúng ta sẽ có độ ảnh hưởng của gia tộc chúng ta lên. Chắc là phải đánh nhau với thằng con tốt thôi để kiếm mỏ sắt. We hunger for battle. Thế lại dù. Ready for orders. At once. Commander, I want hourly patrols. Soldiering, it's a good life. At your command. Quân đoàn này. Đợi bổ sung quân nữa. Có thể thành lập thêm một hạm đội nữa. Đội phe nào bây giờ? Tướng này ngon này. Quá khó. Quá khó. Many good men have died in our wars. Our people look to find terms that will bring rest to all. Điều đó cũng chẳng thay đổi được cái gì đâu. Anh chẳng cần cái danh hiệu Woodman của mày. Đừng có lịnh nọt. No. Thả
thằng đấy nó sẽ trở thành một trong những chư hầu của anh bây giờ. Anh không thể có chuyện chiến tranh với nó được. Mình rất thích đánh nhau bọn Đức. Bọn này này, chiến tranh với nó chỉ là vấn đề thời gian. Bắt sống nào rơm đỏ phát là mình có ngay chứ hồng phương bắc. We hunger for battle. You will march till your feet bleed. Ships to port. Ready for orders. Quân đoàn đầu tiên tiến lên phương bắc. Đánh thằng rôm đỏ cho anh. Quân đoàn này nữa. We hunger for battle. Có khi hết tiền nhỉ. Thằng này nó chiếm lại rồi mà. Hải quân của mình nâng cấp lên là một cấp nữa à? Độ bền vỏ tàu lên là một cấp nữa này. Sao không nâng cấp tiếp nhỉ? Có 75 đồng ấy mà, sao không nâng cấp được hết nhỉ? Được chứ. Độ bền vào tàu, lên phát nữa. Độ bền vào tàu phải lên vàng, đánh nó mất sức máu. Tha hồ cho nó hút. Ủa, độ bền vào tàu cao phết à? Hỗ trợ với thằng chư hầu để đánh chiếm một ngày được. Vương chư hầu thì không biết có cái quân gì cho ra hồn. Thuyết phục được mấy thằng chư hầu ấy nó không. À, cấp 9 rồi. Tăng vào hồi máu. Đây là tăng cấp 9 rồi. Đây rồi. Thằng rôm đỏ chuẩn bị ăn đòn này. Ôi trời ơi, chưa được tăng của anh đã lên 100 đam rồi, nếu mà cộng nó là 110. Nếu mà lên rank nữa thì nó sẽ lên được bao nhiêu vãi xoài. Rút nhanh còn kịp, không anh đánh chết bây giờ.
Gold freely given and gratefully accepted is a... Đồng minh quân sự. My people can only dream. No. Mấy thằng Đức này thì không. Ô, có thể mình sẽ tìm thấy thêm một phe phái nữa ở trên cái đảo Anh chứ nhỉ? Bởi vì trên đảo Anh thì có mấy phe này cơ mà. Đây à? Đây à? Tôi chết à? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.